Hôm nay trong khi đi thơ thơ thẩn thẩn ở trong Vincom thì mình đã tìm ra cái quán này. Quán này bán chuyên đồ ăn về gà và có những cái trang trí đề co ở trong quán rất là đẹp mắt. Nhìn ở bên ngoài thấy tầm màu quá cho nên mình vô luôn. Xong rồi đây là menu nè. Số này là các món đến từ gà hết. Nhưng mà trước lúc mà mình đến đây thì mình ăn sáng hơi trễ cho nên là trong bụng mình còn no quá cho nên là không có kêu được nhiều món. Đề co ở trong quán rất là cưng luôn và bảy sắc cầu vồng luôn các bạn. Quán có một cái bức tường toàn là hình con gà như vậy. Mà hình như là chỉ toàn là gà trống thôi thì phải. Đây có một cái quầy đựng mấy cái đồ lưu niệm của quán cũng thấy xinh lắm. No quá cho nên mình không có kêu gì nhiều hết trơn á, thử một cái món súp gà. Thực ra thì cũng không phải là súp không mà có hoành thánh nữa, hoành thánh gà. Cái vị ở đây rất là ngon, rất là thơm. Ăn cái nước thì nó đậm vị mùi gà luôn á. Vị nước nó thanh thanh, dễ chịu mà có đậm vị mùi gà luôn á. Không phải là cái vị của những cái loại gia vị giống như là những cái chỗ khác. Một cái phần như vậy thì có hai viên hoành thánh khá là to như vậy nè. To gần bằng cái chén luôn. Cúc này thì không hiểu sao mình lấy nét hoài không được, lấy nét lên lấy nét xuống mà cũng không được nữa, cho nên nhìn nó không có được nét cho lắm. Nhưng mà các bạn nhìn thấy là nhân ở bên trong nó rất là nhiều luôn đúng không, mà ngon lắm. Thì cái món này khá là ngon cho nên là mình quyết định là mai mốt sẽ quay lại ăn quán này lần nữa để thử những cái món khác. Cuối là mình ăn hết sạch sẽ luôn, quay cho các bạn tin nè.